vị, trong khoảng 2 tuần trở lại đây, số lượng ca COVID-19 nhập viện tại Thành phố Hồ Chí Minh đang có chiều hướng gia tăng. Theo số liệu báo cáo của Sở Y tế vào ngày 25 tháng 4 vừa qua, có tới 86% bệnh nhân COVID-19 đang điều trị ở bệnh viện đều có bệnh nền và có hơn 1.200 F0 đang được cách ly tại nhà. Ghi nhận tại một số bệnh viện cho thấy, hầu hết các ca điều trị nội trú đều là người trên 65 tuổi có bệnh nền hoặc phụ nữ mang thai và ít có ca nặng. Tại khoa truyền nhiễm của bệnh viện này, số ca COVID-19 gia tăng khá nhanh trong thời gian gần đây, tăng từ 3 ca lên hơn 15 ca trong tuần này. Hiện có 8 ca đang điều trị nội trú, trong đó có một ca nặng, suy hô hấp, đang thở. Tôi cứ nghĩ là cảm, cái đâu nghĩ COVID có bị đâu mà biết, mệt mỏi, ho chứ. Ra cổ họng lắm, đâu có biết. Cứ nghĩ là trời nóng nực rồi nó như vậy. Số lượng ở dưới cấp cứu thì test số lượng là cao, khá cao, nhưng mà nhập lên khoa thì chủ yếu là những cái ca mà có triệu chứng với bệnh nền, với phụ nữ có thai thì là nhập để theo dõi điều trị nội trú. Còn những ca mà nhẹ với có chích ngừa đầy đủ, triệu chứng không có gì thì cho điều trị cách ly tại nhà. So với cái đợt trước thì số lượng nặng thì nó cũng không có chiếm nhiều, nhưng mà một số có cái triệu chứng lâm sàng với một số có cái viêm phổi nhẹ thì tập trung vào các cái đối tượng như là phụ nữ có thai này, thứ hai người lớn tuổi có bệnh nền, nhất là bệnh nền của tiểu đường với tăng huyết áp. Bệnh viện Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh hiện cũng đang điều trị nội trú cho 20 bệnh nhân COVID-19, trong đó 30% ca bệnh trên 80 tuổi, còn lại là trên 65 tuổi và tất cả đều có bệnh nền về tim mạch, hô hấp, tiểu đường. Bác sĩ khuyến cáo với các bệnh nhân cao tuổi cần được tăng cường bảo vệ để tránh những biến chứng nặng. Trước bối cảnh tình hình COVID-19 có xu hướng gia tăng, bệnh viện cũng sẵn sàng các phương án ứng phó. Thứ nhất là luôn luôn tập huấn về những cái xử lý khi mà nó bùng dịch trở lại, nếu mà bệnh nhân đông thì mở lại cái khu cách ly. Tuy nhiên thì hiện nay thì những tất cả ở bệnh viện đều có các khoa phòng, đều có dành 1-2 phòng bệnh nhân để cách ly bệnh nhân. Thuốc men thì rất là đầy đủ, kể cả từ những cái thuốc mà kháng virus uống hoặc những cái thuốc mà kháng virus phải cần tiêm truyền, và kể cả những thuốc mà xử lý những cái bệnh lý hoặc những cái biến chứng của COVID nặng. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ triển khai các biện pháp cụ thể trong bối cảnh hiện nay, trong đó các bệnh viện chủ động rà soát nguồn lực khôi phục hoạt động của khoa, đơn vị COVID-19 trên nguyên tắc 4 tại chỗ, dự trù thuốc, sinh phẩm xét nghiệm, trang thiết bị vật tư y tế phù hợp khi có thể xảy ra diễn biến phức tạp. Bệnh viện dã chiến số 13 sẵn sàng được kích hoạt với công suất tối đa là 1.800 giường. Bệnh viện này kích hoạt khi số ca COVID-19 nặng điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh tăng trên 50 ca.